Chào mừng các em đã đến với www sửa máy 66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Vợ chồng A Phủ, trích Kết quả cần đạt. Hiểu được cuộc sống cực nhục, tối tăm và quá trình đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc dùng lên tự giải phóng khỏi ách áp bức, kìm kẹp của bọn thực dân và chúa đất thống trị. Thấy được nghệ thuật trần thuật linh hoạt, lời văn tinh tế, giàu chất thơ và đậm màu sắc dân tộc của tác phẩm. Những đóng góp của nhà văn trong việc khắc họa tính cách nhân vật, sự tinh tế trong diễn tả cuộc sống nội tâm, sở trường quan sát, những nét riêng về phong tục, tập quán và lối sống của người Mông. Tiểu dẫn: Tô Hoài sinh năm 1920, tên khai sinh là Nguyễn Sen, quê nội ở thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông, nay là Hà Tây. Nhưng sinh ra và lớn lên ở quê ngoại, làng Nghĩa Đô, thuộc phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, nay là phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội, trong một gia đình thợ thủ công. Ông có một tuổi thơ và thời trai trẻ phải lăn lộn kiếm sống bằng nhiều nghề, như làm gia sư dạy kèm trẻ, bán hàng, làm kế toán hiệu buôn và nhiều khi thất nghiệp. Tô Hoài bước vào con đường văn học bằng một số bài thơ có tính chất lãng mạn và một cuốn truyện dừa viết theo dạng võ hiệp. Nhưng rồi ông nhanh chóng chuyển sang văn xuôi hiện thực và được chú ý ngay từ những sáng tác đầu tay, trong đó có Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Năm 1943, ông gia nhập Hội Văn hóa Cứu Quốc. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ông làm báo và hoạt động văn nghệ ở Việt Bắc. Sau hơn 60 năm lao động nghệ thuật, ông đã có gần 200 đầu sách thuộc nhiều thể loại khác nhau: truyện ngắn, tiểu thuyết, ký, tự truyện, tiểu luận và kinh nghiệm sáng tác. Ông là một nhà văn lớn có số lượng tác phẩm đạt kỷ lục trong văn học hiện đại Việt Nam. Sáng tác của ông thiên về diễn tả những sự thật của đời thường. Theo ông, viết văn là một quá trình đấu tranh để nói ra sự thật. Đã là sự thật thì không tầm thường, cho dù phải đập vỡ những thần tượng trong lòng người đọc. Ông có vốn hiểu biết phong phú, sâu sắc về phong tục, tập quán của nhiều vùng khác nhau trên đất nước ta. Ông cũng là nhà văn luôn hấp dẫn người đọc bởi lối trần thuật hóm hỉnh, sinh động của người từng trải. Vốn từ vựng giàu có, nhiều khi rất bình dân và thông tục, nhưng nhờ cách sử dụng đắc địa và tài ba nên có sức lôi cuốn, lay động người đọc. Năm 1996, ông được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Tác phẩm chính: Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, truyện năm 1941, O Chuột, tập truyện 1942, Quê Người, tiểu thuyết năm 1942, Nhà Nghèo, tập truyện ngắn năm 1944, Truyện Tây Bắc, tập truyện năm 1953, Miền Tây, tiểu thuyết năm 1967, Các Bụi Chân Ai, hồi ký năm 1992, Chiều Chiều, tự truyện năm 1999, Ba Người Khác, tiểu thuyết năm 2006, Truyện Ngắn Vợ Chồng A Phủ năm 1952, in trong tập Truyện Tây Bắc, được tặng giải nhất Giải thưởng Hội Văn nghệ Việt Nam 1954-1955. Sau hơn nửa thế kỷ, đến nay vẫn giữ gần như nguyên vẹn giá trị và sức thu hút đối với nhiều thế hệ người đọc. Văn bản: Ai ở xa về, có dịp vào nhà thống lý bá cha, thường trông thấy có một cô con gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa, cạnh tàu ngựa. Lúc nào cũng vậy, dù quay sợi, thái cỏ ngựa, dệt vải, chẻ củi, hay đi cổng nước dưới khe suối lên, cô ấy cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi. Người ta thường nói, nhà bá cha làm thống lý, ăn của dân nhiều, đồn tay lại cho muối về bán, giàu lắm. Nhà có nhiều nương, nhiều bạc, nhiều thuốc viện nhất làng. Thế thì con gái nó còn bao giờ phải xem cái khổ mà biết khổ mà buồn. Nhưng rồi hỏi ra mới rõ cô ấy không phải là con gái nhà bá cha. Cô ấy là vợ A Sử, con trai thống lý bá cha.
Cô Mị về làm dâu nhà bá Tra đã mấy năm. Từ năm nào cô không nhớ, cũng không ai nhớ. Nhưng người nghèo ở Hồng Ngài thì vẫn còn kể lại câu chuyện Mị về làm người nhà quan thống lý. Ngày xưa, bố Mị lấy mẹ Mị không có đủ tiền cưới, phải đến dây nhà thống lý. Bố của thống lý bá Tra bây giờ, mỗi năm đem nộp lãi cho chủ nợ một nương ngô. Đến tận khi hai vợ chồng về già rồi mà cũng chưa trả được nợ. Người vợ chết cũng chưa trả hết nợ. Cho tới năm ấy, Mị đã lớn. Mị là con gái đầu lòng. Thống lý bá Tra đến bảo bố Mị: cho tao đứa con gái này về làm dâu thì tao xóa hết nợ cho. Ông lão nghĩ năm nào cũng phải trả một nương ngô cho người ta thì tiếc ngô, nhưng cũng lại thương con quá. Ông chưa biết nói thế nào thì Mị bảo với bố rằng: con nay đã biết cuốc nương làm ngô, con phải làm nương ngô giả nợ thay cho bố. Bố đừng bán con cho nhà giàu. Đến Tết năm ấy, Tết thì vui chơi, trai gái đánh bao, đánh quay, rồi đêm đêm rủ nhau đi chơi. Những nhà có con gái thì bố mẹ không thể ngủ được vì tiếng chó sủa. Suốt đêm con trai đến nhà người mình yêu, đứng thổi sáo xung quanh vách. Trai đến đứng nhẵn cả chân vách đầu buồn Mị. Một đêm khuya, Mị nghe tiếng gõ vách, tiếng gõ vách hò hẹn của người yêu. Mị hồi hộp lặng lẽ quơ tay lên, thì gặp hai ngón tay lách vào khe gỗ. Sờ một ngón, thấy có đeo nhẫn. Người yêu của Mị thường đeo nhẫn ngón tay ấy. Mị bèn nhấc tấm vách gỗ. Một bàn tay dắt Mị bước ra. Mị vừa bước ra, lập tức có mấy người choàng đến, nhét áo vào miệng Mị, rồi bịt mắt cổng Mị đi. Sáng hôm sau, Mị mới biết mình đang ngồi trong nhà thống lý bá Tra. Họ nhốt Mị vào buồng. Ngoài vách kia, tiếng nhạc sinh tiền cúng ma đương rập rờn nhảy múa. Trong khi đó, A Sử đến nhà bố Mị. A Sử nói: tôi đã cướp được con gái bố làm vợ, tôi đem về cúng trình ma nhà tôi rồi. Bây giờ tôi đến trình cho bố biết. Tiền bạc để cưới thì bố tôi bảo đã đưa cả cho bố rồi. Rồi A Sử về. Ông lão nhớ ngay câu nói của thống lý bá Tra dạo trước: cho con gái về nhà thống lý bá Tra thì được trừ nợ. Cha ôi, thế là cha mẹ ăn bạc của nhà giàu từ kiếp trước. Bây giờ người ta bắt bán con trừ nợ, không thể làm thế nào khác được rồi. Có đến hàng mấy tháng, đêm nào Mị cũng khóc. Một hôm Mị trốn về nhà, hai tròng mắt còn đỏ que. Trông thấy bố, Mị quỳ lạy úp mặt xuống đất nức nở. Bố Mị cũng khóc, đoán biết lòng con gái. Mày về lạy chào tao, để mày đi chết đấy à. Mày chết, nhưng nợ tao vẫn còn, quan lại bắt tao trả nợ. Mày chết rồi, thì không lấy ai làm nương ngô, giả được nợ người ta. Tao thì ốm yếu quá rồi. Không được con ơi. Mị chỉ bưng mặt khóc. Mị ném nắm lá ngón xuống đất. Nắm lá ngón Mị đã tìm hái trong rừng. Mị vẫn giấu trong áo. Thế là Mị không đành lòng chết. Mị chết thì bố Mị còn khổ hơn bao nhiêu lần bây giờ nữa. Mị đành trở lại nhà thống lý. Lần lần mấy năm qua, mấy năm sau, bố Mị chết. Nhưng Mị cũng không còn tưởng đến Mị có thể ăn lá ngón tự tử nữa. Ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi. Bây giờ thì Mị tưởng mình cũng là con trâu, mình cũng là con ngựa. Là con ngựa phải đổi ở cái tàu ngựa nhà này đến ở cái tàu ngựa nhà khác. Ngựa chỉ biết việc ăn cỏ, biết đi làm mà thôi. Mị cúi mặt, không nghĩ ngợi nữa, mà lúc nào cũng chỉ nhớ đi nhớ lại những việc giống nhau, tiếp nhau vẽ ra trước mặt. Mỗi năm mỗi mùa, mỗi tháng lại làm đi làm lại. Tết xong thì lên núi hái thuốc phiện. Giữa năm thì giặt đây, xe đây. Đến mùa thì đi nương bẻ bắp. Và dù lúc đi hái củi, lúc bung ngô, lúc nào cũng gài một bó đay trong cánh tay để tước thành sợi. Bao giờ cũng thế, suốt năm suốt đời như thế. Con ngựa con trâu làm còn có lúc, đêm nó còn được đứng gãi chân,
đứng nhai cỏ. Đàn bà con gái nhà này thì vùi vào việc làm cả đêm cả ngày. Mỗi ngày mẹ càng không nói, lùi lủi như con rùa nuôi trong xó cửa. Ở cái buồng mẹ nằm kín mít, có một chiếc cửa sổ, một lỗ vuông bằng bàn tay. Lúc nào trông ra cũng chỉ thấy trăng trắng, không biết là sương hay là nắng. Mẹ nghĩ rằng mình cứ chỉ ngồi trong cái lỗ vuông ấy mà trông ra, đến bao giờ chết thì thôi. Trên đầu núi, các nương ngô, nương lúa gặt xong, ngô lúa đã xếp yên đầy các nhà kho. Trẻ con đi hái bí đỏ, tinh nghịch, đã đốt những lều canh nương để sưởi lửa. Ở Hồng Ngài, người ta thành lệ, cứ ăn Tết khi gặt hái vừa xong, không kể ngày tháng nào. Ăn Tết như thế cho kịp lúc mưa xuân xuống thì đi dỡ nương mới. Hồng Ngài năm ấy ăn Tết giữa lúc gió thổi vào cỏ danh vàng ửng, gió già rét rất dữ dội. Nhưng trong các làng mèo đỏ, những chiếc giấy hoa đã đem ra phơi trên mỏm đá, xòe như con bướm sặc sỡ. Đám trẻ đợi Tết, chơi quay, cười ầm trên sân chơi trước nhà. Ngoài đầu núi lấp ló đã có tiếng ai thổi sáo rủ bạn đi chơi. Mẹ nghe tiếng sáo vọng lại, thiết tha bồi hồi. Mẹ ngồi nhẩm thầm bài hát của người đang thổi. Mày có con trai con gái rồi, mày đi làm nương. Ta không có con trai con gái, ta đi tìm người yêu. Tiếng chó sủa xa xa, những đêm tình mùa xuân đã tới. Ở mỗi đầu làng đều có một mỏm đất phẳng làm cái sân chơi chung ngày Tết. Trai gái trẻ con ra sân chơi ấy tụ tập đánh bao, đánh quay, thổi sáo, thổi khèn và nhảy. Cả nhà thống lý bá tra vừa ăn xong bữa cơm Tết cúng ma. Xung quanh chiêng đánh ầm ĩ, người ớt đồng vẫn còn nhảy lên xuống, rung bần bật. Vừa hết bữa cơm, lại tiếp ngay bữa rượu bên bếp lửa. Ngày Tết, mị cũng uống rượu. Mị lén lấy hũ rượu, cứ uống ừng ực từng bát. Rồi say, mị liệm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát. Nhưng lòng mị thì đang sống về ngày trước. Tai mị văng vẳng tiếng sáo gọi bạn đầu làng. Ngày trước, mị thổi sáo giỏi. Mùa xuân này, mị uống rượu bên bếp và thổi sáo. Mị uống chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo. Có biết bao nhiêu người mê, ngày đêm đã thổi sáo đi theo mị. Rượu đã tan lúc nào, người về, người đi chơi đã giãn cả. Mị không biết, mị vẫn ngồi trơ một mình giữa nhà. Mãi sau mị mới đứng dậy, nhưng mị không bước ra đường chơi, mà từ từ bước vào buồng. Chẳng năm nào A Sử cho mị đi chơi Tết, mị cũng chẳng buồn đi. Bấy giờ mị ngồi xuống giường, trông ra cái cửa sổ lỗ vuông mờ mờ trăng trắng. Đã từ nãy mị thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui sướng như những đêm Tết ngày trước. Mị trẻ lắm, mị vẫn còn trẻ, mị muốn đi chơi. Bao nhiêu người có chồng cũng đi chơi ngày Tết. Huống chi A Sử với mị không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau. Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, mị sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa. Nhớ lại chỉ thấy nước mắt ứa ra, mà tiếng sáo gọi bạn yêu vẫn lững lơ bay ngoài đường. Anh ném bao, em không bắt. Em không yêu, quả bao rơi rồi. Lúc ấy A Sử vừa ở đâu về, lại đang sửa soạn đi chơi. A Sử thay áo mới, khoác thêm hai vòng bạc vào cổ, rồi bịch cái khăn trắng lên đầu. Có khi nó đi mấy ngày mấy đêm. Nó còn muốn rình bắt mấy người con gái nữa về làm vợ, cũng chẳng bao giờ mị nói gì. Bây giờ mị cũng không nói. Mị đến góc nhà, lấy ống mỡ, sắn một miếng bỏ thêm vào đĩa đèn cho sáng. Trong đầu mị đang rập rờn tiếng sáo. Mị muốn đi chơi, mị cũng sắp đi chơi. Mị quấn lại tóc, mị với tay lấy cái giấy hoa dắt ở phía trong vách. A Sử đang sắp bước ra, bỗng quay lại lấy làm lạ. Nó nhìn quanh, thấy mị rút thêm cái áo. A Sử hỏi, mày muốn đi chơi à? Mị không nói, A Sử cũng không hỏi thêm nữa. A Sử bước lại, nắm mị,
lấy thắt lưng trói hai tay Mị. Nó xách cả một thúng sợi đay ra, trói đứng Mị vào cột nhà. Tóc Mị xõa xuống, A Sử quấn luôn tóc lên cột, làm cho Mị không cúi, không nghiêng được đầu nữa. Trói xong vợ, A Sử thắt nốt cái thắt lưng xanh ra ngoài áo, rồi A Sử tắt đèn, đi ra, khép cửa buồng lại. Trong bóng tối, Mị đứng im lặng, như không biết mình đang bị trói. Hơi rượu còn nồng nàn, Mị vẫn nghe tiếng sáo đưa Mị đi theo những cuộc chơi, những đám chơi. Em không yêu, quả bao rơi rồi. Em yêu người nào, em bắt bao nào. Mị dùng bước đi, nhưng tay chân đau không cựa được. Mị không nghe tiếng sáo nữa, chỉ còn nghe tiếng chân ngựa đạp vào vách. Ngựa vẫn đứng yên, gãi chân nhai cỏ. Mị thổn thức nghĩ, mình không bằng con ngựa. Chó sủa xa xa, chừng đã khuya, lúc này là lúc trai đang đến bên vách làm hiệu. Rủ người yêu dở vách ra rừng chơi, Mị nín khóc, Mị lại bồi hồi. Cả đêm ấy Mị phải trói đứng như thế, lúc thì khắp người bị dây trói thích lại đau nhức, lúc lại nồng nàn tha thiết nhớ. Hơi rượu tỏa, tiếng sáo, tiếng chó sủa xa xa. Mị lúc mê lúc tỉnh, cho tới khi trời tan tảng, rồi không biết sáng từ bao giờ. Mị bàng hoàng tỉnh, buổi sáng âm sâm trong cái nhà gỗ rộng, vách bên cũng im ắng, không nghe tiếng lửa réo trong lò nấu lợn, không một tiếng động. Không biết bên buồng quanh đấy, các chị vợ anh, vợ chú của A Sử có còn ở nhà. Không biết tất cả những người đàn bà khốn khổ xa vào nhà quan đã được đi chơi, hay là họ cũng đang phải trói như Mị. Mị không thể biết. Đời người đàn bà lấy chồng nhà giàu ở Hồng Ngài, thì một đời con người chỉ biết đi theo đuôi con ngựa của chồng. Mị chợt nhớ lại câu chuyện người ta vẫn kể. Đời trước ở nhà thống lý Bá Tra, có một người trói vợ trong nhà 3 ngày rồi đi chơi. Khi về nhìn đến thì vợ chết rồi. Nhớ thế, Mị sợ quá, Mị cựa quậy xem mình còn sống hay chết. Cổ tay, đầu, bắp chân bị dây trói siết lại, đau dứt từng mảnh thịt. Có tiếng xôn xao phía ngoài, rồi một đám đông vào nhà. Thống lý Bá Tra xuống ngựa. Cho thì sống, một chức việc đi hầu thống lý như người làm mỏ thời trước, dắt ngựa vào tàu. Nghe như bọn họ có khiêng theo con lợn, hoặc một người phải trói, vừa dắt quịch xuống đất, cứ thở phè phè. A Sử chệnh choạng vào buồng, áo nó rách toạc một mảnh vai, cái khăn xéo trắng loang lỗ đầy máu, sụt xuống quanh trán. A Sử nằm lăn ra giường. Lát sau thống lý Bá Tra bước vào, theo sau thống lý là một lũ thống quán, một chức việc như phó lý, xéo phải như trưởng thôn, và một bọn thị sống vẫn thường ra vào hầu hạ, ăn thịt uống rượu, hút thuốc phiện nhà thống lý. Có người bấy giờ mới nhìn thấy Mị phải trói đứng trong cột, nhưng cũng không ai để ý. Họ súng cả lại quanh giường A Sử. Bá Tra tay vẫn cầm cái roi ngựa, lại từ từ đi ra. Mị nhắm mắt lại, không dám nhìn. Mị chỉ nghe hình như có tiếng bố chồng gọi ra ngoài. Mị hé nhìn ra, thấy chị dâu bước vào. Người chị dâu ấy chưa già, nhưng cái lưng quanh năm phải đeo thồ nặng quá, đã còng rạp xuống. Người chị dâu đến cởi trói cho Mị. Sợi dây gai dưới bắp chân vừa lỏng ra, Mị ngã sụp xuống. Chị dâu nói khẽ vào tai Mị. Mị, đi hái thuốc cho chồng mày. Mị quên cả đau, đứng lên, nhưng không nhích chân lên được. Mị phải ôm vai chị dâu, hai người khổ sở dìu nhau bước ra. Trong khi đi vào rừng tìm lá thuốc, Mị nghe chị dâu nói lại, mới biết chuyện A Sử đi chơi bị đánh dở đầu. Nửa đêm qua, A Sử vào làng tìm đến đám chơi có tiếng sáo tiếng khèn. Nhiều trai làng ấy và các làng khác đã tới chơi quay thổi sáo suốt ngày. Chập tối vừa xong chầu rượu trong nhà, bây giờ vẫn còn chưa chịu tan về. Lúc A Sử và chúng bạn kéo đến thì không còn ai chơi trong nhà nữa, vì bố mẹ và người trong nhà ấy đã đi ngủ. Nhưng người ra người vào còn dập dìu quanh ngõ. A Sử đứng ngoài tức lắm, nó bàn với một lũ khác
dọa đánh bọn con trai lạ vẫn bám quanh nhà đã khiến cho bọn A Sử bị vướng không thể vào được. Bọn A Sử ném đá vào vách. Ông bố trong nhà ra chửi. Bọn A Sử vẫn ném. Ông lão không dám ra nữa, liền vào trong cửa bắn ra 2 phát súng. Thế là tan những đám hẹn. Nhưng cũng chưa người trai nào chịu về. Họ lại tản vào các nhà quen trong xóm, để đợi sáng mai lại lên sân đánh bao với con gái trong xóm. Bọn A Sử cũng không chịu để cánh kia yên. Sáng sớm, khi họ vừa kéo ra đầu ngõ, bè lũ bạn A Sử đã kéo đến gây sự. A Sử đi trước, nạm vòng bạc ở cổ rủ xuống những tua chỉ xanh đỏ mà chỉ riêng con cái nhà quan trong làng mới được đeo. A Sử hùng hổ bước ra, bọn kia đứng dồn cả lại xôn xao. Lũ phá đám ta đêm qua đây rồi. A Phủ đâu? A Phủ đánh chết nó đi. Một người to lớn chạy vụt ra, dung tay ném con quay rất to vào mặt A Sử. Con quay gỗ ngát lăn vào giữa mặt. Nó vừa kịp bưng tay lên, A Phủ đã sộc tới, nắm cái vòng cổ, kéo dập đầu xuống, xé vài áo đánh tới tấp. Người làng nghe tiếng hò hét đổ ra. Thế vậy, bọn trai làng lạ tản hết lên rừng. Mấy người đuổi đón đầu A Phủ. A Phủ bị bắt sống, trói quơ chân tay lại. Vừa lúc thống lý Ba Trà tới, chúng nó sọc ngang cái gậy khiêng A Phủ mang về ném xuống giữa nhà thống lý. Mị đi hái được lá thuốc về, thấy trong nhà càng đông hơn lúc nãy. Ngoài sân, dưới gốc đào lại buộc thêm mấy con ngựa lạ. Mị đi cửa sau vào, lé mắt nhìn thấy một người to lớn quỳ trong góc nhà. Mị đoán đó là A Phủ. Bọn chức việc khắp vùng Hồng Ngài đến nhà thống lý Ba Tra dự đám sự kiện. Các lý dịch, quan làng, thống quán xéo phải đội mũ, quấn khăn, xách gậy, cưỡi ngựa kéo đến sự kiện và ăn cỗ. Trong nhà thống lý đã bày 5 cái bàn đèn. Khói thuốc phiện tuôn ra các lỗ cửa sổ tuôn hút xanh như khói bếp. Cả những người chức việc bên làng A Phủ cũng tới. Nhưng chỉ bọn con trai làng ấy phải ngồi khoanh tay cạnh A Phủ vì họ bị gọi sang hầu kiện. Còn bọn chức việc thì nằm dài cả bên cây đèn. Suốt từ trưa cho tới hết đêm, mấy chục người hút. Trên nhất là thống lý Bá Tra. Thống lý Bá Tra hút xong một lượt 5 điếu, đến người khác hút, lại người khác hút. Cứ thế lần lượt xuống tới bọn đi gọi người về dự kiện. Chỉ có đàn bà ngồi trong buồng hoặc đi lại bên ngoài dòm ngó đám sự kiện. Và A Phủ quỳ chịu tội ở xó nhà là không được dự tiệc hút ấy. Lúc một loạt người vừa hút xong, Bá Tra ngồi dậy, vuốt ngược cái đầu trọc dài, kéo đuôi tóc ra đằng trước, cất giọng lè nhè gọi: "Thằng A Phủ ra đây!" A Phủ ra quỳ giữa nhà. Lập tức bọn trai làng xô đến. Trước nhất chắp tay lạy lia lịa tên thống lý Bá Tra, rồi quay lại đánh A Phủ. A Phủ quỳ chịu đòn, chỉ im như cái tượng đá. Cứ mỗi đợt bọn chức việc hút thuốc phiện xong, A Phủ lại phải ra quỳ giữa nhà, lại bị người xô đến đánh. Mặt A Phủ sưng lên, môi và đôi mắt dập chảy máu. Người thì đánh, người thì quỳ lại kể lễ chửi bới. Xong một lượt đánh, kể, chửi, lại hút. Khói thuốc phiện ngào ngạt tuôn qua các lỗ cửa sổ. Rồi Bá Tra lại ngóc cổ lên, vuốt tóc gọi A Phủ. Cứ như thế suốt chiều suốt đêm, càng hút, càng tỉnh, càng đánh, càng chửi, càng hút. Trong buồng bên cạnh, Mị cũng thức suốt đêm im lặng, ngồi xoa thuốc giấu cho chồng. Lúc nào Mị mỏi quá, cựa mình, thì những chỗ lằn trói trong người lại đau ê ẩm. Mị lại gục đầu nằm thiếp đi. Khi đó A Sử bèn đặt chân vào mặt Mị. Mị choàng thức, lại nhặt nắm lá thuốc, xoa đều đều trên lưng chồng. Ngoài nhà vẫn rên lên từng cơn kéo thuốc phiện, như những con mọt nghiến gỗ kéo dài. Giữa tiếng người khóc, tiếng người kể lào xào và tiếng đấm đánh huỳnh huỵch. Sáng hôm sau thì đám kiện đã xong. Một số người chẳng biết từ bao giờ đã ngủ ngáy ngay bên khay đèn. Bọn xéo phải đang bắt cái chảo đồng và xách ấm nước ra nấu thêm lạng thuốc để hút thêm 3 ngày cho các quan làng thật tỉnh.
các quan làng còn một tiệc ăn cỗ nữa. Thống lý Bá Tra mở trát, lấy ra 100 đồng bạc hoa xòe, bày lên mặt trát rồi nói: Thằng A Phủ đánh người, thì làng xử mày phải nộp dạ cho người phải mày đánh là 20 đồng, nộp cho thống quán 5 đồng, mỗi xéo phải 2 đồng, mỗi người đi gọi các quan làm về hầu kiện 5 hào. Mày phải mất tiền mời các quan hút thuốc từ hôm qua tới nay, lại mất con lợn 20 cân, chốc nửa mổ để các quan làng ăn dạ mày. A Phủ, mày đánh con quan làng, đáng nhẽ làng xử mày tội chết, nhưng làng tha cho mày được sống mà nộp dạ. Cả tiền phạt, tiền thuốc, tiền lợn, mày phải chịu 100 bạc trắng. Mày không có 100 bạc thì tao cho mày dây để mày ở nợ. Bao giờ có tiền giả thì tao cho mày về, chưa có tiền giả thì tao bắt mày ở làm con trâu, con ngựa cho nhà tao. Đời mày, đời con, đời cháu mày tao cũng bắt thế, bao giờ hết nợ tao mới thôi. A Phủ, lại đây nhận tiền quan cho dây. A Phủ lê hai cái đầu gối sưng bạnh lên như mặt hổ phù. A Phủ cúi sờ lên đồng bạc trên tráp, trong khi Bá Tra đốt hương, lầm rầm khấn gọi ma về nhận mặt người dây nợ. Bá Tra khấn xong, A Phủ cũng nhặt xong bạc, nhưng nhặt xong lại để ngay cả xuống mặt tráp, rồi Bá Tra lại trút cả bạc vào trong tráp. Con lợn vừa mua về cho A Sử thết làng ăn dạ đã kêu en ép ngoài sân. Từ lúc đếm tiền rồi, A Phủ không phải quỳ phải đánh nữa. A Phủ đứng lên cầm con dao, chân đau bước tập tễnh cùng với mấy trai làng ra chọc tiết làm thịt lợn hầu làng. Trong nhà thuốc phiện vẫn hút rào rào. Thế là từ đó A Phủ phải đi ở trừ nợ cho nhà quan thống lý Bá Tra, đốt rừng cày nương cuốc nương, săn bò tót, bẫy hổ, chăn bò, chăn ngựa. Quanh năm một thân một mình bôn ba rong ruổi ngoài gò ngoài rừng. A Phủ đương tuổi sức lực, công việc làm hay đi săn, cái gì cũng làm phăng phăng, không còn có lúc nào trở về làng bên. Nhưng A Phủ cũng chẳng muốn trở về làm gì bên ấy nữa. A Phủ cũng không phải người làng bên ấy. Bố mẹ đẻ A Phủ ở Hán La. Năm xưa làng Hán La phải một trận bệnh đậu mùa, nhiều trẻ con cả người lớn chết, có nơi chết cả nhà. Anh của A Phủ, em A Phủ chết, bố mẹ A Phủ cũng chết, còn sót lại có một mình A Phủ. Làng chết và đói nhiều quá, có người làng đói bụng bắt A Phủ đem xuống bán đổi lấy thóc của người Thái dưới cánh đồng. A Phủ mới 10 tuổi, nhưng A Phủ gan bướng, không chịu ở dưới cánh đồng thóc. A Phủ trốn lên núi, lưu lạc đến Hồng Ngài, đi làm cho nhà người, lần lửa mùa này sang mùa khác. Chẳng bao lâu A Phủ đã lớn, đã biết đúc lưỡi cày, biết đục cuốc, lại cày giỏi và đi săn bò tót rất bạo. A Phủ khỏe, chạy nhanh như ngựa, con gái trong làng nhiều người mê, nhiều người nói, đứa nào được A Phủ cũng bằng được con trâu tốt trong nhà, chẳng mấy lúc mà giàu. Người ta ao ước đùa thế thôi, chứ phép rượu cũng chẳng to hơn phép làng, còn tục lệ cưới xin, mà A Phủ thì không có bố mẹ, không có ruộng, không có bạc. A Phủ không thể lấy nổi vợ. Tuy nhiên đang tuổi chơi, trong ngày Tết đến, dù A Phủ chẳng có quần áo mới như nhiều trai khác, A Phủ chỉ có đọc một chiếc vòng día lằn trên cổ. A Phủ cũng cứ cùng trai làng đem sáo khèn, đem con quay và quả bao, quả yến, đi tìm người yêu ở các làng trong vùng. Vì thế mà sinh sự đánh nhau ở Hồng Ngài. Lượt một đoạn, khi đó đang đói rừng, hổ gấu từng đàn ra phá nương, bắt bò ngựa. A Phủ trong lúc trong bò ngựa, vì mãi mê bẫy nhiếm, đã để hổ bắt mất một con bò. A Phủ bị thống lý Bá Tra bắt trói đứng vào một cây cột trong góc nhà bằng dây mây, quấn từ chân đến vai, chờ khi nào bắn được hổ mới tha. Nhưng A Sử và lính giỏng của thống lý không lùng bắn được hổ, A Phủ vẫn bị trói. Những đêm mùa đông trên núi cao dài và buồn, nếu không có bếp lửa sưởi kia thì Mị cũng đến chết héo. Mỗi đêm Mị đã dậy ra thổi lửa hơ tay, hơ lưng không biết bao nhiêu lần. Thường khi đến gà gáy sáng,
Mị ngồi dậy ra bếp sưởi một lúc thật lâu, thì các chị em trong nhà mới bắt đầu dậy, ra gióm lò, bung ngô, nấu cháo lợn. Chỉ chợp mắt được từng lúc, Mị lại thức sưởi lửa suốt đêm. Mỗi đêm khi nghe tiếng phù phù thổi bếp, A Phủ lại mở mắt. Ngọn lửa sưởi bùng lên, cùng lúc ấy thì Mị cũng nhìn sang, thấy mắt A Phủ trừng trừng, mới biết A Phủ còn sống. Mấy đêm nay như thế, nhưng Mị vẫn thản nhiên thổi lửa hơ tay. Nếu A Phủ là cái xác chết đứng đấy, cũng thế thôi. Mị vẫn trở dậy, vẫn sưởi, chỉ biết chỉ còn ở với ngọn lửa. Có đêm A Sử chợt về, thấy Mị ngồi đấy. A Sử đánh Mị ngã ngay xuống cửa bếp. Nhưng đêm sau, Mị vẫn ra sưởi như đêm trước. Lúc ấy đã khuya, trong nhà đã ngủ yên, thì Mị trở dậy thổi lửa. Ngọn lửa bập bùng sáng lên. Mị lé mắt trông sang, thấy hai mắt A Phủ cũng vừa mở. Một dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã xám đen lại. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Mị chợt nhớ lại đêm năm trước, A Sử trói Mị, Mị cũng phải trói đứng thế kia. Nhiều lần khóc, nước mắt chảy xuống miệng, xuống cổ, không biết lau đi được. Trời ơi, nó bắt trói đứng người ta đến chết, nó bắt mình chết cũng thôi. Nó bắt trói đến chết người đàn bà ngày trước cũng ở cái nhà này. Chúng nó thật độc ác. Cơ chừng này chỉ đêm mai là người kia chết. Chết đau, chết đói, chết rét, phải chết. Ta là thân đàn bà, nó đã bắt ta về trình ma nhà nó rồi, thì chỉ còn biết đợi ngày rủ xương ở đây thôi. Người kia việc gì mà phải chết thế? A Phủ. Mị phảng phất nghĩ như vậy. Đám than đã dạt hẳn lửa, Mị không thổi, cũng không đứng lên. Mị nhớ lại đời mình, Mị lại tưởng tượng như có thể một lúc nào, biết đâu A Phủ chẳng đã trốn được rồi. Lúc ấy bố con Bá Tra sẽ bảo là Mị đã cởi trói cho nó. Mị liền phải trói thay vào đấy, Mị phải chết trên cái cọc ấy. Nghĩ thế trong tình cảnh này, làm sao Mị cũng không thấy sợ. Lúc ấy trong nhà đã tối bưng, Mị đón rén bước lại, A Phủ vẫn nhắm mắt. Nhưng Mị tưởng A Phủ đương biết có người bước lại. Mị rút con dao nhỏ cắt lúa, cắt nút dây mây. A Phủ cứ thở phè từng hơi, không biết mê hay tỉnh. Lần lần đến lúc gỡ được hết dây trói ở người A Phủ, thì Mị cũng hốt hoảng. Mị chỉ thì thào được một tiếng, đi ngay, rồi Mị nghẹn lại. A Phủ bỗng khuỵu xuống, không bước nổi. Nhưng trước cái chết có thể đến nơi ngay, A Phủ lại quật sức dùng lên, chạy. Mị đứng lặng trong bóng tối, rồi Mị cũng dục chạy ra. Trời tối lắm, nhưng Mị vẫn băng đi. Mị đuổi kịp A Phủ, đã lăn, chạy, chạy xuống tới lưng dốc. Mị nói, thở trong hơi gió thốc lạnh buốt. A Phủ, cho tôi đi. A Phủ chưa kịp nói, Mị lại nói, ở đây thì chết mất. A Phủ chợt hiểu, người đàn bà chê chồng đó vừa cứu sống mình. A Phủ nói, đi với tôi. Và hai người lẳng lặng đỡ nhau lao chạy xuống dốc núi. Lượt phần cuối, hai người thành vợ chồng và trốn sang Phiền Sa. Quân Pháp tràn tới, dân Phiền Sa lại hoang mang lo sợ. A Châu cán bộ đảng đã tìm đến. A Phủ kết nghĩa anh em với A Châu. Rồi A Phủ trở thành tiểu đội trưởng du kích cùng với Mị và đồng đội bảo vệ quê hương. 1953. Theo Truyện Tây Bắc, nhà xuất bản Văn học Hà Nội, 1960. Hướng dẫn học bài. 1. Tìm hiểu số phận và tính cách nhân vật Mị qua cảnh ngộ bị bắt về làm dâu gạt nợ, cuộc sống bị đày đọa tủi cực ở nhà thống lý Bá Tra, diễn biến tâm trạng và hành động. Chú ý phân tích diễn biến tâm trạng Mị trong đêm mùa xuân về, ký ức tuổi thanh xuân và niềm khao khát sống trở lại, những đêm cô đơn dậy sớm sưởi lửa. Khi chứng kiến cảnh A Phủ bị trói đứng, hành động cắt dây trói cứu A Phủ và cùng A Phủ trốn khỏi Hồng Ngài. 2. Ấn tượng của anh chị về tính cách nhân vật A Phủ qua hành động đánh nhau với A Sử lúc bị xử kiện.
Và khi về làm con gạch nợ ở nhà thống lý Bá Tra, bút pháp của nhà văn khi miêu tả nhân vật Mị và nhân vật A Phủ có gì khác nhau? 3. Những nét độc đáo trong quan sát và diễn tả của tác giả về đề tài miền núi, nét sinh hoạt, phong tục, thiên nhiên, con người, xây dựng tình huống, cốt truyện, nghệ thuật dẫn truyện. Ghi nhớ: Vợ chồng A Phủ là câu chuyện về những người dân lao động vùng cao Tây Bắc, không cam chịu bọn thực dân, chúa đất áp bức, đày đọa, giam hãm trong cuộc sống tăm tối, đã dùng lên phản kháng đi tìm cuộc sống tự do. Tác phẩm khắc họa chân thực những nét riêng biệt về phong tục, tập quán, tính cách và tâm hồn người dân các dân tộc thiểu số bằng một giọng văn nhẹ nhàng, tinh tế, đượm màu sắc và phong vị dân tộc, vừa giàu tính tạo hình, vừa giàu chất thơ. Luyện tập: qua số phận hai nhân vật Mị và A Phủ, hãy phát biểu ý kiến của anh chị về giá trị nhân đạo của tác phẩm. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.